Xin chào anh chị em. Hôm nay thì anh xin được giới thiệu anh chị em ba cách để có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng để bán cái sản phẩm kem rửa tay này. Đầu tiên ấy thì anh chị em có thể tham khảo cách này. Đó là một bạn cộng tác viên tên là Tùng. Ngày hôm qua thì cũng đã thực hiện cách này rất hiệu quả. Đó là thực hiện đăng cái bài kiểu như này. Đúng không? Và cái câu chốt ở đây anh chị có nhìn thấy không ạ? Là mua 10 thì còn giá là 89.000 và ai mà lấy cùng thì PM nhé, tức là đang vào đây đăng một hình và rủ những người khác thì mua cùng để được số lượng lớn hơn, thì đây là một cách rất là hiệu quả. Thế thì khi chị đăng như vậy thì sẽ có rất nhiều những cái người khác người ta đang muốn lấy, người ta cũng sẽ comment để lấy hàng. Nhưng mà để hiệu quả hơn ấy thì trong group này ấy, anh chị em mà cùng bán hàng ta hãy vào như xác định nhau, ví dụ tôi đây, tôi vào tôi comment cho bạn ấy, bạn cũng vào comment cho mình thì nó tăng hiệu ứng lên rất là nhiều, và vì thế mà chúng ta sẽ có hiệu quả bán hàng cao hơn. Thế thì những người bán hàng cùng nhau chúng ta phải hỗ trợ nhau để có thể có những phần này. Cái chiêu thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị em đó là cái sản phẩm mà chúng ta đang bán này là nước rửa tay, gel rửa tay khô và nano bạc. Đây là một cái khá là mới và đây điểm nổi bật của cái sản phẩm của chúng ta. Thì bởi vì đây là sản phẩm mới mà có bốn tính năng, hy vọng anh chị còn nhớ này. Chúng ta đọc ở trên website nước rửa tay.vn này nhé. Thì trên Google nhiều khi chúng ta tìm một cái từ khóa này nó chưa ra. Chúng ta muốn tìm kiếm nước rửa tay nano nó chưa thấy, đúng không ạ? Thế thì anh chị hãy vào những cái trang mà hôm trước mình đã vào group ấy, nước rửa tay đúng không ạ, những cái group này chúng ta đã vào rồi. Thì bây giờ anh chị hãy làm ngay ngay bây giờ, anh nghe theo tôi, chúng ta vào trong này và đăng ngay một cái bài với nội dung là cần tìm nguồn hàng đấy nhé. Anh chị đăng ngay nước rửa tay nano bạc, anh chị đăng cái ảnh lên, cần cần tìm máy nó hơi đơ tí, tìm nguồn hàng nước rửa tay hay là gel rửa tay nano bạc AG cộng. Thế thì anh chị đăng này xong đó thì thêm cái ảnh vào thì sẽ có rất nhiều những người khác có thể vào đây, người ta chào hàng anh chị hoặc họ đã sẽ đi tìm nguồn hàng ở trên Facebook đấy để chào mình. Đây cần tìm nguồn hàng gel rửa tay nano bạc số lượng lớn, để cấp cho quân đội. Đấy. Anh chị vào đăng cái này, đăng cái ảnh này lên. Thì sẽ rất nhiều người, người ta sẽ vào đây, người ta tìm kiếm các thông tin về sản phẩm này. Có nghĩa là chúng ta đi educate thị trường sẽ hiểu hơn về cái sản phẩm này. Và chúng ta cứ để như vậy thì sẽ có hàng trăm ngàn người và tìm kiếm cái này, và 3 ngày sau, 3 ngày nữa quay trở lại thì anh chị hãy đăng một bài ở trong các group này nói rằng là tôi đã mất nhiều thời gian để tìm kiếm nguồn hàng này nano nước gel rửa tay nano bạc AG này, và sau 5 ngày thì tôi vừa mới tìm được một đơn vị, đấy là nhà máy sản xuất. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại quay trở lại sử dụng cái chiêu xong cái này để bán buôn. Thế thì đây chúng ta quay trở lại sử dụng cái chiêu này, có nghĩa là sau 3 ngày thì chúng ta quay trở lại, chúng ta đăng một cái thông tin, chúng ta quay trở lại, chúng ta đăng lại giống như anh này, thì chúng ta sẽ đăng trên group ấy nói rằng là sau 3 ngày tìm kiếm thì tôi đã tìm được nhà máy sản xuất cái gel rửa tay này, tuy nhiên là tôi đang muốn gom cùng nhau, thì các anh chị có gom cùng không để 1.000
cái sản phẩm thì có giá là 30.000. Thế bây giờ tôi đã lấy 500 sản phẩm rồi thì cần thêm những anh em khác gom vào đây để người ta có một cái giá tốt là 30.000 đồng với bán một cái giá là 159.000. Thế thì sẽ có rất nhiều các cái dân buôn khác sẽ tham gia vào để mua hàng, và với cách này thì anh chị sẽ bán được số lượng rất là lớn. Cái thứ ba nữa là tôi muốn chia sẻ với anh chị cái kênh thứ ba mà có thể giúp anh chị kiếm được tiền, đó là cái kênh nhà thuốc. Các nhà thuốc ở xung quanh khu vực anh chị sống thì hiện tại công ty chúng tôi đang có một cái chính sách đây để anh chị đi tiếp cận cái nhà thuốc này. Cụ thể chính sách này là gì? Thế thì với mỗi một nhà thuốc này nhập hàng của chúng ta ấy, từ 50 lọ thì họ sẽ được hỗ trợ về marketing, chạy quảng cáo Facebook cũng như Google, hỗ trợ một cái biển bảng để đặt ở trong cửa hàng cửa hiệu này của họ. Đấy, thì công ty sẽ hỗ trợ làm việc này. Còn anh chị em cộng tác viên nếu như bán được hàng vào các hiệu thuốc này thì sẽ được cái gì? Thì công ty sẽ trả cho mình 10% hoa hồng mỗi một cái đơn hàng nhập vào trong hiệu thuốc này, với điều kiện hiệu thuốc này phải nhập ít nhất là 50 cái sản phẩm và được nhập cho họ với giá là 79.000, thì anh chị cũng được hưởng 10% đấy ạ. 50 lọ được 79.000, giá 79.000 một sản phẩm. Còn nếu như mà nhiều hơn thì sẽ có giá tốt hơn. Thế thì anh chị cứ qua các hiệu thuốc này chia sẻ với họ về sản phẩm, tính năng tốt của nó, đồng thời cũng chia sẻ với các cái chúng ta có thể làm cho họ như là miễn phí hỗ trợ làm marketing này, cắm cho họ một cái bản đồ map ở đây để người ta tìm đường dễ hơn này. Cái nữa là sẽ đặt cho người ta một biển ở đây này, tăng cường doanh số của họ, họ không mất mất vốn, không cần bỏ vốn mà có thể đẩy hàng đi rất nhanh. Thì đây là ba cái chiêu thức mà có thể giúp anh chị có thể bán hàng nhanh chóng đơn giản. Thế thì tôi sẽ chia sẻ cái này lên để anh chị tham khảo và hy vọng là anh chị hãy cùng tôi triển khai để bán cái sản phẩm này, vì trong thời gian tới ấy, chúng ta sẽ bán rất tốt sản phẩm này. Rồi, xin chào anh chị, sẽ quay trở lại cùng anh chị trong một cái video khác.